Các đơn vị bắt đầu thu hồ sơ đăng ký dự tuyển Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Do năm nay thi theo hình thức mới nên việc khai hồ sơ có nhiều điểm khác so với những năm trước. Vì thế, việc tư vấn cách ghi hồ sơ để tránh những sai sót cũng được các trường chú trọng. Năm nay, việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng được thực hiện cùng với đăng ký thi Trung học phổ thông quốc gia, nên mỗi học sinh phải nộp đồng thời cả hai phiếu đăng ký. Do có nhiều điểm mới, nên nhiều học sinh gặp khó khăn trong quá trình đăng ký. Để giúp các em tránh được sai sót, nên các trường tăng cường công tác hướng dẫn cho học sinh toàn trường cho đến từng lớp. Học sinh bọn em thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong khi hoàn thiện hồ sơ, bởi vì có rất là nhiều mục mà bọn em không biết điền như thế nào. Nhưng mà nhờ sự hướng dẫn rất là kỹ lưỡng và chi tiết của các thầy cô trong trường thì bọn em cũng đã dần hoàn thiện được hồ sơ và chọn được những nguyện vọng đúng như ý muốn của mình. Nhà trường đã tổ chức hẳn một buổi để hướng dẫn các em làm hồ sơ cách cẩn thận nhất. Trong quá trình các em làm việc có thắc mắc thì các em có thể, chúng tôi đã thông tin tới các em gặp các thầy cô trong ban chỉ đạo làm hồ sơ để hướng dẫn trực tiếp cho các em. Tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ, trong ngày đầu tiên đã có rất nhiều em nộp hồ sơ. Của anh là đủ hết. Mình thu sớm như vậy sẽ tạo cái thuận lợi cho mình việc rà soát để tránh những cái sai sót cho các em và chính cho trường. Sau khi học sinh nộp hồ sơ, các trường sẽ cập nhật dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi. Mỗi em sẽ có một tài khoản và mật khẩu để truy cập vào phần mềm kiểm tra lại thông tin trong hồ sơ mình đã đăng ký và có thể điều chỉnh nếu muốn. Sau ngày 20 tháng 4, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký. Lễ hội nhằm khơi dậy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với công lao dựng nước và giữ nước của các vua hùng và các thế hệ cha ông trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác giữ gìn, phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố.